chưa tổ hợp lý tuân kiệt nhất thất điều ăn uống tổ ca trường tiểu học lý tuân kiệt. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh, chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Hả? Tí bật đèn lên đó. Đúng giờ đông rồi. Đó 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 em đó thấy chưa? Em giữ lên đó đó. Mày ăn nhổ môi đấy. Xin được chúc mừng và cảm ơn tiết mục múa điều ăn uống của đơn vị trường tiểu học Lý Thường Kiệt. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh.